trên tay của Triều, đó là quyển sách về tinh thần khởi nghiệp của Jevan Handel, nhà đồng sáng lập của Amway trên toàn cầu. Một quyển sách tuyệt vời. Qua quyển sách này, chúng ta học rất nhiều về tinh thần khởi nghiệp của Rich và Jay. Đó là sự kiên trì, đó là sự quyết tâm, đó là tình yêu và đó là sự vượt khó cũng như là quyết tâm xây dựng Amway trở thành một đế chế, trở thành một công ty bán hàng trực tiếp lớn nhất trên toàn cầu hiện nay. Và qua đây chúng ta cũng học được nhiều bài học về lịch sử, nhiều giá trị của Amway. Cảm ơn gia đình của Jay đã đồng ý cho Amway Việt Nam xuất bản quyển sách này với phiên bản tiếng Việt với số lượng giới hạn nhân kỷ niệm 15 năm Amway Việt Nam. Hãy nhanh tay để sở hữu quyển sách này các bạn nhé.